Giới nghệ sĩ quan tâm lo lắng khi Thương Tín đột quỵ. Trưa 26 tháng 2 năm 2021, nghệ sĩ Hồng Vân và MC Phạm Anh chia sẻ hình ảnh diễn viên Thương Tín bị đột quỵ, đang nằm trong bệnh viện cấp cứu. Diễn viên Thương Tín đang bị đột quỵ và nằm ở khoa cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Tâm trí Sài Gòn, đường Trường Chinh, phường Tân Thới Nhất, quận 12. Sức khỏe rất yếu nhưng bệnh viện chưa liên hệ được với người nhà. Trân trọng và cầu mong phép màu xảy đến để chú vượt qua số phận. Một trong những mảnh ghép của ký ức biệt động Sài Gòn mà con từng có vinh dự được gặp gỡ, nam MC chia sẻ. Hình ảnh diễn viên ngôi sao nổi tiếng trên giường bệnh khiến đông đảo khán giả xót xa, một diễn viên gạo cội lừng lẫy trong làng điện ảnh Việt Nam. Chúc mọi điều tốt đẹp đến với chú ngay lúc này đây. Nghệ sĩ tài hoa của một thời, mong chú mau bình phục, một thời để nhớ, một hình ảnh nhân vật trên phim mãi trong tim mọi người. Chúc chú mau khỏe, một thời biệt động Sài Gòn không bao giờ quên, mong những điều tốt đẹp đến với chú. Thương Tín là một diễn viên thành công trong những thập kỷ 80 và 90, với kỷ lục về số phim nhựa ông đóng trong một năm. Thương Tín từng cộng tác với đoàn kịch nói Cửu Long Giang, đoàn Kim Cương. Tại đoàn Kim Cương, ông đóng cặp với kỳ nữ Kim Cương và nhanh chóng trở nên nổi tiếng với những vở diễn gây ấn tượng như Bông Hồng Cài Áo, Vực Thẳm Chiều Cao, Huyền Thoại Mẹ, Tania, v.v. Trong lĩnh vực điện ảnh, nam diễn viên nổi tiếng với Ván Bài Lật Ngửa, Biệt Động Sài Gòn, Chiến Trường, Chia Nửa Vầng Trăng. Trên sân khấu ký ức vui vẻ khi dàn diễn viên của bộ phim hiếm hoi tái hợp cùng những câu chuyện lần đầu tiên kể sau hơn 33 năm phim phát hành, nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân từng chia sẻ sự ngưỡng mộ của mình với diễn viên Thương Tín. Đội trưởng Hồng Vân tiết lộ anh là vô địch ở thời điểm đó. Lúc bấy giờ anh là nghệ sĩ đầu tiên có một chiếc mô tô rất to, ngầu và luôn được các bóng hồng xinh đẹp vây quanh. Diễn viên Thanh Loan xác nhận, ngày xưa đi quay phim ở Đồn Đất, ngày nào anh Thương Tín cũng được các chị em đến chăm bẵm. Lúc đó tôi ghen tị, sao mình là con gái mà không có ai đến chăm.